Về nợ đời không trả thì tự nhiên hóa vận hạn. Với một lời Phật dạy, ở trong cuộc đời thì có bốn thứ không nên mắc nợ. Đó là tiền bạc, đó là trách nhiệm, là ân tình, là thời gian. Nợ mà không trả là tự nhiên gieo nghiệp nghèo hèn. Về món nợ thứ nhất, đó là về tiền bạc. Với theo lẽ tự nhiên thì phải có vay và có trả. Khi ta vay ai một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ chỉ đơn thuần là vật chất mà còn nợ cả về ơn nghĩa. Và các bạn thân mến, hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung về thế giới tâm linh. Về nợ đời không trả thì tự nhiên sẽ hóa vận nghèo hèn. Về lời Phật dạy, trong cuộc đời này thì có bốn thứ không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, đó là trách nhiệm, đó là ân tình và thời gian. Nợ mà không trả thì chắc chắn sẽ gieo nghiệp nghèo hèn vào thân. Về món nợ thứ nhất, đó là nợ về tiền bạc. Với theo lẽ tự nhiên thì đương nhiên phải có vay và có trả. Khi ta vay ai đó một món tiền, nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ không chỉ đơn thuần là vật chất mà nó còn là một ơn nghĩa. Thế nhưng ở đời nhiều người vay tiền thì không muốn trả, từ đó dẫn đến gieo nghiệp nghèo hèn cho chính mình. Với có người thì xù nợ và người trả nợ nhưng lại mang nhiều oán hận với người cho vay. Với theo lẽ nhà Phật thì đây chính là việc mà họ tự gieo nghiệp nghèo hèn vào cho chính mình. Ví dụ một chuyện như sau. Có một người làm nghề kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, vốn xuất thân là một người khá giả. Anh ta được thừa hưởng một khối tài sản lớn từ bố mẹ để lại, nên bắt đầu lập nghiệp kinh doanh bất động sản một cách thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau 10 năm lấy vợ và làm người giàu có, sự nghiệp của anh ta ngày càng đi xuống dốc. Bao nhiêu đất đai anh ta tậu được cuối cùng phải bán hết vì nợ nần. Chẳng là trong quá trình làm ăn thì anh thường vay rất nhiều người, cả ngân hàng cũng như anh em bạn bè và bất cứ ai mà anh ta gặp. Người này ở nhà biệt thự đi xe sang, nhưng lại là khi có cơ hội vay được tiền của ai là anh ta vay ngay. Lúc vay anh ta đều hứa là một tháng hoặc hai tháng sau sẽ trả, nhưng đến ngày hẹn anh ta lại biện đủ lý do để khất nợ. Khi đòi quá thì anh ta tránh mặt, không trả lời điện thoại, thậm chí còn dùng kế cả vú lấp miệng em rằng đừng có mà dồn tôi đến chân tường, hoặc dùng kế hoãn binh, yên tâm đi, một tuần sau tôi sẽ trả không thiếu một đồng. Anh em với nhau vay mấy đồng bạc chứ cứ làm như là chết đến nơi. Thế nhưng đến một tuần sau đó, anh ta lại lờ đi như chưa bao giờ có chuyện vay mượn cả. Hầu hết với những người mà cho anh này vay tiền đều đã có mối quan hệ rất thân tình. Nhiều người vì cho anh ta vay tiền mà mất thời gian đi hỏi nợ, mất cả ăn cả ngủ vì ức chế. Vợ chồng mất hòa thuận vì trách móc lẫn nhau khi cho anh ta vay tiền. Người này cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán bất động sản. Thế nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây thì anh ta không làm ăn gì được với cái nghề này. Bao nhiêu đất của anh ta đều bị chủ nợ thu hồi. Đến ngôi nhà mà vợ chồng anh ở cũng bị ngân hàng xiết nợ. Hiện nay anh đang phải ra phụ vợ bán hàng ăn để kiếm sống hàng ngày. Với những trường hợp nợ, vay nợ không muốn trả như anh ta thì không hề hiếm. Chỉ cần là nghe đến cụm từ vay tiền không trả thì bạn sẽ tìm ra hàng loạt những câu hỏi gửi luật sư của các chủ nợ là nạn nhân cũng là con nợ vay tiền không muốn trả kiểu này. Về Thượng tọa Thích Quân Quang ở trong bài pháp là âm nhân quả giàu nghèo giải thích về vấn đề nhân quả giàu nghèo trong bài pháp âm nhân quả giàu nghèo như sau. Giàu là do siêng năng giúp đỡ bố thí của người khác, nghèo là do hà tiện bủn xỉn ích kỷ không chịu bố thí. Theo lời giải thích này thì hành vi vay tiền không trả hoặc là vay tiền không muốn trả là một biểu hiện của tâm ích kỷ tráo trở. Chiếu theo luật nhân quả ở trong đạo Phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp
nghèo hèn cho chính mình, nhanh thì đời này, muộn thì sang đời sau. Không chỉ gieo nghiệp nghèo mà tâm ích kỷ, còn gieo cả nghiệp gian truân trong đời, vì là tâm tráo trở như đã phân tích ở trên. Với một thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê là Trung ương Đoàn cũng cho rằng tốt nhất trên cuộc đời không nên nợ cái gì. Khi ta nợ ai đó một cái gì thì ta đang tự khoác lên cuộc đời mình một gánh nặng. Về vấn đề nợ tiền bạc cũng như vậy, với bất đắc dĩ thì mới phải đi vay. Người có đạo đức thì họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi chưa trả nợ. Còn người thiếu đạo đức thì thường họ không có cảm giác đó, và ngược lại với họ, vay được là mừng, còn không cần biết khi nào sẽ trả. Khi nào mà người khác đòi nợ thì họ sẽ chây ỉ, mặc cho ân nhân của mình đau khổ, tức giận như thế nào thì kệ họ. Với theo các chuyên gia, người sợ nợ vì thế cũng là người có đạo đức, bởi nợ nào thì cũng phải trả, không trả cách này thì phải trả bằng cách khác, bởi nhân quả không loại trừ một ai. Trong dân gian thường có câu, họ thường truyền miệng như thế này, rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình thì dứt khoát. Với câu nói này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng tự nhiên bị sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng phải biết ơn. Và khoản nào cho thì biếu hay tặng thì người cho không nên đòi người nhận. Một ngày nào đó trả ơn mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ về vật chất mà còn là nợ về ân tình, và nếu không trả sẽ gieo nghiệp nghèo hèn vào chính mình. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về tiêu tán thiện nghiệp vì 4 sai lầm rất đáng trách. Về trong công việc làm việc thiện để tích phúc tích đức cho đời sau của mình. Về thiện nghiệp là nghiệp lành mà Phật luôn dạy và hướng chúng sinh đến. Nhưng làm việc thiện thì phải chân tâm, hướng tới thành thật. Chứ nếu mà làm mắc 4 sai lầm dưới đây thì làm bao nhiêu cuộc đời cũng sẽ vô ích. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với người phát tâm mà sân hận. Về theo Phật giáo Đại Thừa thì lúc phiền não nghiêm trọng nhất đúng là lúc sinh tâm sân hận. Tâm sân hận nó nổi lên thì hủy hoại cả trăm kiếp tích lũy thiện nghiệp, tích lũy công đức từ những việc nhỏ, và trải qua lâu dài mà chỉ là một phút nóng nảy, thiếu kiên nhẫn mà hủy diệt tất cả. Vừa giận lên là trăm ngàn nghiệp chướng nó kéo đến, thiêu đốt bao nhiêu công sức và công đức của chính mình. Về thứ hai là về tự xưng là công đức. Cố ý khoe khoang với người khác về công đức của mình, khoe khoang với việc tu hành của mình, tuyên truyền về những điểm tốt của mình thì thiện nghiệp tiêu tán. Thiện là từ tâm, thì chân tâm thì có thiện. Nếu hành thiện để khoe, để oai thì thiện ấy là gian dối, biến thành ác mất rồi. Về thứ ba là hối hận vì đã làm thiện. Về làm thiện mà hối hận, ví như bố thí hay là tiến tu công đức nhưng rồi lại tiếc tiền, có nghĩa là lãng phí thì lại mất hết nghiệp. Về thiện nghiệp chỉ được tích lũy khi bản thân tự nguyện làm và cảm thấy thoải mái khi làm và hiểu được mục đích ý nghĩa của việc mình làm mà thôi. Về thứ tư là có nhiều người cho rằng mình hành thiện để mong được hồi báo, đó là con đường sai lầm. Mong dựa vào thiện căn để trở nên mạnh mẽ và áp chế người khác cũng là sai trái. Lấy tham, sân si làm mục tiêu thì hướng đi không thể đúng đắn được. Và bất cứ khi nào bản thân làm việc thiện vì cái tốt chứ không phải là cái tâm đều sẽ phá hủy thiện nghiệp.
Cuộc đời có nhân quả thì dẫu trong ý nghĩ có nhân quả thì nên làm gì, nghĩ gì để sẽ nhận được điều tương ứng. Về thiện nghiệp là nghiệp lớn do tâm con người phát ra. Mỗi khi làm việc gì, chỉ cần là tâm hướng thiện thì sẽ là lành. Còn tâm viên mãn thì ắt nghiệp lành viên mãn. Khi hành nghiệp thì đừng nghĩ ngợi, so đo hay tính toán, vì một khi đã vướng vào những điều ấy thì hành thiện sẽ không còn là hành thiện mà chỉ là hành giả hành thiện mà thôi. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.